Bạn ơi, bạn sở khuyên môi chỗ nào đẹp thế? Trời ơi, đúng là đần độn không từ sinh ra, cũng không từ mất đi, mà nó chỉ chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Ở đây có dầu gội gì xịn không? Dạ có anh, để em xem tóc anh rồi em tư vấn. Tóc sớ khô, dùng dầu gội dược liệu Nguyên Vương là đỉnh cao, có loại dành cho da đầu dầu nhờn, gao ngửa nửa. Em ra sấy tóc, rồi bôi sạp cho khách nữa là xong. Hôm nay mở hàng suôn sẻ quá. Có đèn đần đồn này, bảo mày bôi sạp tóc, chứ ai bảo mày lấy cái sạp này bôi lên đầu con sư tử cái chứ. Quê, anh cả mập đầu bao kìa. Thầy cả mập đầu bao, cả mập đầu búa liền đến chào hỏi rồi rít. Dạ dạ, em mời đại ca uống trà sữa à. Ngoan, anh cả mập đầu kéo kìa. Thầy cả mập đầu kéo, cả mập đầu bao liền đến chào hỏi rồi rít. Dạ dạ, em mời đại ca uống trà sữa à. Ngoan. Anh đầu búa cùng ở đây à. Dạ mời anh, dạ mời anh, dạ mời anh. Ôi giời ơi, ba con cá mập này giống như chơi oanh tu ti quả vậy. Con đầu búa thì sợ con đầu bao, con đầu bao thì sợ con đầu kéo, còn con đầu kéo lại sợ con đầu búa. Như thế này thì còn mời tới Tết cùng chữ uống xong. Vợ về quê mấy hôm mà đi đâu anh cũng mang chăn gối theo thế. Bền hơi vợ à anh. Uầy, từ từ, vợ anh gọi. Anh Long Nghiền liền trải cái trắng ra, rồi nghe điện thoại của vợ. Gọi gì đấy? Vợ ơi, anh đang ngủ mà. Để thầy, ở nhà chứ ở đâu? Ôi trời ơi. Thì ra anh Long Nghiền đi đâu cùng mang chăn gối theo, là để tạo hiện trường giả như đang ở nhà à. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Anh đưa mày cho em gặp con Phát, em bảo nó cái này. Này, biết gì chưa? Chưa, nhưng nghe vẻ hay đấy, kể đi. Hai bạn đừng dậy, sao suốt ngày nói chuyện riêng trong lớp thế? Ngày mai họp phụ huynh đầu năm, con sẽ trao đổi với bố mẹ của hai bạn. The next day. Ngoài ra thì tôi cũng muốn thông báo với phụ huynh để đổi chỗ cho em Nam và em Tuấn. Hai em thường xuyên nói chuyện riêng trong giờ. Mẹ cháu Tuấn đấy à, mấy hôm nay bà có nghe phốt thằng Giang con nhà bà mái chưa? Ủy, như nào chị? Thằng Giang ngoài tên với con Trang, vợ thằng Nghĩa, lúc đang hủy ở chuồng gà thì bị chồng nó phát hiện đấy. Thôi, chuyện nhà người ta chị ơi, bà anh ta làm gì, không người ta lại bảo mình nhiều chuyện đấy. Mà này, có chuyện này cuốn hơn nè, để em kể cho chị nghe. Trời ơi. Thì ra thằng Nam và thằng Tuấn thừa hưởng ren nhiều chuyện của mẹ chồng nó à. Ông kêu con ra đây có chuyện gì về á? Về được một tuần rồi, con biết đó là gì chứ? Dạ, hồ cá tra và cầu tùm á. Biết thế thì uống DHC bổ sung chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa giùm ông. Hồ cá tra mà tao tưởng là cá là hạn không đấy. Rồi, ôi. Thì ra mấy con cá này bị u đầu vì thằng Mai bị táo bón á. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.